Rồi, hello, xin chào mọi người đến với kênh Compassion Việt Nam. Mình hôm nay là có dịp rất hân hạnh được trò chuyện cùng anh Kiên. Yeah. Anh Kiên xưng là gì ta, Kiên ta? Kiên Trần. Kiên Trần hả? Gọi là Trần Kiên. Ok, mọi người gọi anh Kiên hay là Kiên Trần thì hầu hết là những người chơi CDM hoặc là những người đam mê những cái rip xe đốt lốp. Thì có thể nhận ra là anh Kiên là một trong những người hàng đầu về đốt lốp tại Việt Nam qua chiếc Nissan 370Z. Thì anh Kiên đã có dịp tham gia cùng hành trình GDM lần thứ nhất, lần thứ hai, và cũng có tôi đã tham gia với lại hội siêu xe Compassion và cũng biểu diễn rất là nhiều những cái màn đốt lốp rất là ấn tượng. Mà chia sẻ một chút về mình, giới thiệu về mình đến các độc giả của kênh Compassion Việt Nam. Xin chào mọi người, mình là Kiên, mình ở Bình Phước, là một thành viên của RS, của bộ team luôn. Dạ đúng rồi. Hiện giờ thì chiếc xe 370 của anh Kiên là lúc anh Kiên mua là năm mấy, tại đời mấy, giới thiệu một số về xe đi. Xe này là xe đời là mấy? Xe này là xe Nissan 370Z. Ok. Là đời 2009. Em mua khoảng được 3 năm rồi. Mà cũng 3 năm. Dạ. Lúc mà anh Kiên mua là cây số là bao nhiêu mai ta? Lúc em mua cây số là nếu mà mai là hình như là lúc đó là 30. 30 mai. Dạ. Bây giờ là 50 mai, 50.000 mai thì sử dụng 3 năm 20.000 cây số, chắc là phục vụ trong việc rip thôi. Dạ, đi chơi rip phá. Đi chơi rip phá thôi. Dạ. Thì anh Kiên chia sẻ là cái môn rip nó học khó không? Dạ cũng dễ anh. Ok, thì anh Kiên học bao lâu thì mới rip được xe? Em hồi đó em chơi chắc lên xe em trải nghiệm khoảng chừng mười mấy lần là em tự cảm nhận được. Ồ, thì anh Kiên có chia sẻ một số người, những người đam mê muốn học hỏi về grip thì chia sẻ kinh nghiệm mình đi. Dạ. Thế nào để thành một gripper, là làm được kỹ năng lái xe tốt lốp cho tốt. Dạ đó. Thì nếu về bộ môn grip là đòi hỏi xe là phải xe cầu sâu nè. Cầu sâu. Nói chung là cái mã lực nó phải có, phải từ 300. 300 trở lên. Dạ. Ok. Nó mới đủ công sức cho cái xe mình chơi. Thì chiếc xe này là 370. Dạ. Đời 2009. Thì dạ. Xe của Hải cũng có chiếc Nissan 350Z. Dạ. Thì đời 2008 thì kết thúc vòng đời thì Nissan cho ra mắt 370. Sự khác biệt của động cơ như là có cái thiết kế rất khoa thức, thì Hải có nhìn vô lúc y chang cái xe 350. Dạ. Nhưng có khác biệt là động cơ. Dạ, động cơ nó mạnh hơn. Động cơ đó là động cơ 3.7. 3.7 mã lực. 3.7 tới công suất là 330 mã lực. Dạ đúng rồi. Thì không biết là cái xe này là nghe nói đốt lốp là cái nó phải độ turbo tùm lum hết trơn, có phải độ gì không anh chị? Không. Dạ thực sự ra cái xe này để mà rip thì không cần phải độ gì. Okay. Dạ cái máy công suất nó đủ để cho mình chơi thôi. Rồi, như anh Kiên chia sẻ là cần nước xa một đêm. Để một cái xe rip được thì cần một cái xe là chỉ là cầu sâu. Dạ. Và có công suất là trên 300 để mình có an tâm mình rip mạnh mẽ hơn tí xíu. Dạ. Rồi xe này là không cần độ gì luôn. Độ nguyên bản là để nguyên bản động cơ, không cần phải chế turbo này kia cái. Thì sau khi mua về thì cái xe này có nâng cấp độ gì thêm không? Em về em nâng cấp là như là body nè. Body. Bô nè. Bô. Mâm. Mâm. Thắng dĩa. Thắng dĩa. Cái bô hình như là hơi. bô phục hơi. Dạ. Ok, cái bô ấn tượng cái bô này hả? Dạ. Wow. Đó. Cái bô này mình nghe rất là phấn khích nha mọi người. Dạ. Bô này nó có chức năng on off, thì không biết là cái thương hiệu bô anh Kiên dùng là thương hiệu gì? Dạ, thương hiệu em dùng là bô Amatic. Bô Amatic thì cái chi phí là khoảng tầm bao nhiêu anh Kiên hả?
khoảng 80 mấy triệu. À, ok, cái giá bô này anh chính cũng giá hợp lý, 80 mấy triệu thì cũng có on off. Dạ. Đấy, mê không? Ôi. Wow. Quá đạo. Đấy. Thì cái bô này nó mang lại cho người lái rất là phấn khích và cái giá cũng hợp lý hơn những cái bô FI tới 300 triệu. Dạ. Đó mà vẫn nghe sướng. Dạ. Rồi còn cái hệ thống đặc biệt mình thấy cái xe Kiên đọc ở lần đầu là ấn cái nút 1 là nó sát ở đường có xíu rồi. Dạ, đây. Thì đó, ấn vô rồi ok, rồi đây là cái remote để mà điều khiển nâng cao cái gầm. Dạ. Thì để độ như vậy thì chi phí độ cho cái hệ thống nâng gầm nó tốn kém không anh? Lúc đó em độ là hết khoảng 90 triệu. Ok, để độ một cái hệ thống mà nâng gầm thì khoảng tầm 90 triệu. Dạ. Thì nó có gồm cái thay thế bốn cái phuộc à? Bốn cái phuộc. Phuộc hơi. Dạ. Rồi thêm một cái bình hơi nữa. Dạ đúng rồi. Bình hơi để mà giữ cái lượng hơi cho nó lên xuống. Dạ. Rồi trước khi mà anh chọn chơi là lúc mà anh mua cái mẫu xe này là anh Kiên học rip luôn. Dạ đúng rồi, đam mê mua xe. Tại sao anh kia không chọn những cái mẫu xe khác mà chọn cái 370 này? Nó có điều gì đặc biệt gì để anh chọn 370 này? Cái mẫu mã nó nhìn nó đẹp là cái nhất, cái thứ hai nữa là phù hợp cho mình để chơi. À, phù hợp túi tiền mình cái nhất. Rồi cái thứ hai nữa là nó cũng dễ chơi nữa. Rồi, cái điểm gì mà hài lòng nhất trên cái xe này mà anh sử dụng trong 3 năm qua? Điểm là gì hài lòng nhất? Độ bền của nó. À, độ bền. Nissan là cũng chi là... phí sửa chữa nó cũng không có cao. Rồi, Nissan nổi tiếng là một cái dòng xe bền và động cơ và có một cái chi phí sửa chữa. Yeah. Thì qua cái phần chia sẻ của anh Kiên thì tổng chi phí anh độ cho cái xe này là hết bao nhiêu? À, lúc thời điểm tới thì bây giờ em độ được khoảng gần 400 triệu. 400 triệu thì mua cái xe hơn 1 tỷ. Thì 400 triệu đó là nhắc 1,5 tỷ. Yeah. Thỏa mãn được cái đam mê của mình. Yeah. Xe công suất rất là mạnh, được 330 mã lực. Mỗi xe này mà nghe nói mà gắn turbo vô chắc cũng lên được 500. Dạ đúng rồi. Đấy, rất là thích thì mọi người có thể theo dõi trên kênh Can Fashion Việt Nam thì có những cái clip của hành trình GDM rồi hoặc là theo dõi cái kênh có phần tim những cái màn đốt lốp thì được thể hiện trên chiếc xe 370Z này. Thì quan trọng là cái người mà học grip á. Dạ. Thì quan trọng nhất là cái kỹ năng là gì chứ? Kỹ năng hả? Kỹ năng, có cái kỹ năng này chứ. Mình cảm nhận của mình nói chung là chạy theo cảm giác. Cảm giác. Dạ, mình thì căng được cái bánh xe nè. Rồi mình nói chung là theo cảm giác của mình. Rồi. Dạ. Cảm giác của mình là khi mà mình grip thì mình phải biết được nó đang ở vòng tròn nhỏ. Dạ, đúng rồi. Hay là vòng tròn thấp. Dạ. Thì những cái grip vòng dạ, hoài là xe mình đang di chuyển ở chỗ nào rồi mình ở chỗ nào? Xử lý bằng vô lăng. Bằng vô lăng. Dạ. Đó. Thì từ hồi grip giờ là anh Kiên đốt hết mấy trăm bộ lốp à? Hết nhiều lắm à. Hết nhiều luôn hả? Hết nhiều tiền về hết nhiều tiền lốp. Xe chắc là độ gần tỷ rưỡi, nhưng mà chắc là lốp chắc phải 300 triệu nữa hả? Dạ. Ok, một bộ lốp như vậy mỗi lần grip xong là thay thế là khoảng bao nhiêu tiền? Khoảng một lần thay thế khoảng mười mấy triệu. Một bộ bốn cái? Không, hai cái sau anh thay đã phần thay cái sau không ạ? Ok, thường là ok là những cái xe grip thì thường là hai cái sau là khoảng mười mấy triệu. Dạ. Thì là chắc là từ hồi chơi học grip giờ chắc đốt cũng 300 triệu tiền lốp rồi. Dạ, cũng khá nhiều tiền lốp. Khá nhiều lốp rồi. Dạ. Rồi sau khi sử dụng xe này thì anh Kiên có tính đổi thêm cái dòng nâng cấp lên, có ý định là đổi xe nữa không? Dạ, nếu như mà tùy thuộc vào sau này nữa. Nhưng mà để mà chơi grip thì em suy nghĩ em cứ thích chơi dòng xe này. Ok, xe này là rất là ổn. Dạ. Ok, tại vì cũng có một số anh em cũng quen biết họ cũng học hỏi về chơi grip thì họ mua cái dòng xe BMW 3 Series đời cũ á, cũ sau thì chơi grip thì không biết anh Kiên đã grip trên xe chưa? Dạ, dòng xe đấy em chưa chơi. Chưa chơi. Nhưng có một số anh em chơi thì cái đó chơi rất là tốn rất là nhiều tiền. À, cái dòng xe đó là đổi rất nhiều tiền. Dạ. Mặc dù mua xe rẻ đó. Dạ. Cái xe mua 3 triệu thôi, không báo 3 triệu nhưng mà để mà xe nó grip được ngon lành chứ không phải tốn rất nhiều tiền so với lại phải đổi công suất máy. À, công suất máy thì bởi vì cái xe kia nó cũng chưa tới 200. Dạ. Đó, xe này thì nó có sẵn. Dạ. Cái căn bản là 310 mã lực là quá mạnh rồi. Dạ. Như là mình hôm nay là ha cũng chia sẻ là mình đang sở hữu chiếc 350 thì mình đạp ga cũng đã cũng phê phê rồi. Nhưng cái này là mình thấy là nó 90, 80 so với siêu xe đó. Dạ. Đó. Dạ. Wow. Vâng. Đó, thấy chưa? Lên cũng rất là lanh luôn. Dạ. Và vô lăng mà sướng cái là rất là sướng, có lại vô lăng ở đây. Cái lại vô lăng là zin của nó luôn hay là mình dạ, đổ lại zin luôn? Dạ. Nó khác biệt khá nhiều so với lại nó cảm giác là mặc dù là nó là 370 so với 350 nhưng mà hại cảm giác nó cũng gấp đôi đó. Dạ. Về tăng tốc về một thứ này kia đó. Chắc có thể là do xe Kiên chắc là mở hộp gió nhiều hơn. Dạ.
nên nó cảm giác lái nó mạnh hơn. Dạ. Thì có những điểm gì mà anh không hài lòng về xe đi? Không hài lòng, nói chung là em trải nghiệm thì em cảm thấy nó là ok rồi, cũng khó để chê. Rồi nó không 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 đi nào để chê hết. Dạ. Đối với cái xe này, tầm tiền của nó không có gì để chê hết. Đúng rồi, tầm trải tiền nghiệm mà thì... trải nghiệm lái 7 hoặc 80 so với lại siêu xe, động cơ 330 lực, lanh lời. À, và đặc biệt là rất ít tốn tiền để sửa chữa. Dạ đúng rồi. Nó lành, mặc dù là phá grip là phá xe lắm nha. Dạ. Mỗi lần grip xong rồi động cơ này kia cái là vòng tua động cao là ghép lai hết á, mà cái xe vẫn rất chất, vẫn vẫn rất là bền. Thì cái xe này anh Kiên mua xong là anh Kiên đi xa nhất là ở đâu ta? Là đi ra tới Quy Nhơn rồi. Wow, chỉ tới Quy Nhơn luôn. Dạ. Rồi có khi nào mà làm cái thất bại không kia? Dạ chưa. À chưa. Lên hỏi tới gì? Hầu hết anh em chơi xe, đổ xe thường là đều có một trải nghiệm một lần là phải lên xe hết đi về. Dạ. Đó, rồi như thế thì nói chung là đó, mọi người thấy là cái xe Nissan. Thì sau này ai có muốn chơi xe GDM, xe thể thao, những cái chiếc Nissan là đều là những cái mẫu xe thể thao Nissan, đều những cái chiếc xe huyền thoại hết. Dạ. Đó, mọi người có thể là mua về và dọn dẹp lên, đầu tư một số tiền cho nó làm mới để nó có thể là chơi trong hội xe GDM. Cái màu xe sơn này là màu zin luôn hả? Màu zin nè. Màu zin luôn, màu hết là zin luôn. Dạ. Wow, rất là đẹp. Và xe này là ở ngoài là màu vàng, rất là đẹp cho mọi người. Ở trong là cũng vàng, rất là đẹp luôn. Dạ. Thì tất cả đường nét, những cái đồng hồ cần số thì có đường nét vẫn giống như là cái chiếc Nissan 350Z. Dạ. Chỉ có cái đèn là đèn phía trước. Dạ đúng rồi. À, nó hơi liếc, nó liếc tí xíu. Dạ. Khoang động cơ vẫn là y chang, chỉ có động cơ nó là 370. Nhưng cái động cơ đó mã khác luôn hả anh? Dạ. Khác với cái mã 350 luôn không? Khác luôn. Dạ đúng rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi kênh Cam Passion Việt Nam, và hy vọng mọi người cố gắng like và subscribe để cho mình có nhiều động lực để làm rất là nhiều clip trải nghiệm đánh giá người dùng và những mẫu xe thể thao đặc biệt nhé. Rất cảm ơn anh Kiên đã chia sẻ về cái kinh nghiệm grip của mình và đã tham gia cùng hội GDM trong những thời gian vừa qua, và tham gia hội hành trình siêu xe Cam Passion, và cũng mong rằng anh sẽ tiếp tục là những thành viên lâu dài, nhiệt tình tham gia hội GDM trong tương lai với các hành trình sắp tới. Yeah. Nha. Rồi, ok, bắt tay anh Kiên, cảm ơn anh Kiên nhiều. Okay.